Ok, luôn xin chào các bạn. Kiểu này mình sẽ test cho các bạn combo Magic Bow với hai loại đột biến siêu VIP. Cái đầu tiên là Barber Tips và cái thứ hai nó sẽ là cái Ammo. Thì cái Barber Tips này thì quái vật sẽ nhận đam khi mà có một mũi tên bị trúng lên, còn Ammo là nhân đôi đạn. Mình đã test combo này và cảm thấy nó cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Thực sự luôn đấy. Nếu mà các bạn có chơi combo chơi Magic Bow thì các bạn chắc chắn phải mang hai cái đấy vào, hai cái đột biến mình vừa bảo vào. Bây giờ sẽ test cho các bạn trên con giới hạn of the King. Con này tuổi các bạn, tuổi luôn. Bạn nhìn nè, nhìn là biết luôn. Black các bạn ạ, cảm mình Black. Nó quay sau Black nhưng mà các bạn đấy rồi. Bạn mình vẩy tí thôi mà con nó bị mất máu như kiểu là cụt dần đấy các bạn ạ. Rất là kinh luôn. Tại hiểu sao mình có một acid mode các bạn nhá. Mình có một acid mode đâu, bạn yên tâm đi. Uy tín mình đảm bảo. Ủa cái này anh chậm quá các bạn ạ. Nhưng mà anh chậm lắm. Rồi, họ thấy không? Thấy không? Hỏi này chơi bời nữa. Quá game rồi các bạn. Hay chém win luôn đấy, đơn giản mà các bạn. Ok, video mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Nếu có video hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký, và mình sẽ tiếp tục làm video về update 29. Nói chung đây là alpha thôi, chưa nói được gì nhiều. Ok, chào các bạn.